Rồi. Ờ à, đây em một kẹo đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vứt vào đâu ấy? À thôi không ngừng ngừng bắn vào đây em ạ. Quả này nó còn béo ra được. Ờ à, ăn mừng trước này, ăn mừng sớm vậy. Bay à, vừa. Hello, xin tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel mình nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn xem thêm một video nữa và vẫn tiếp tục là đấu danh ở trên cái map nào quân sự thôi các bạn. Chả hiểu sao lại chơi danh toàn ong tu ở trên đảo quân sự thôi. Em cứ nhớ một điều ấy, nếu mà anh em muốn ra đảo quân sự ấy thì nhớ là đừng có update cái map nào thì được, là chắc chắn là đến 90% là anh em sẽ toàn ra đảo quân sự thôi em nhá. Đó là cái bí quyết của mình, là ra ong tu là ra cái map đảo quân sự khi mà đấu danh của anh em. Check quanh khu thu lũ này có vẻ khá là vắng nhỉ. Có người ạ. Xong rồi, chuẩn bị về đầu nó headshot em nhìn này. Mình chỉ làm một lần thôi em nhớ. Rồi ôi, thấy gì chưa? Đấy, nó phải như vậy chứ. Đấy, vậy là ngay từ lúc đầu game mình chỉ cần cầm cái khẩu AL-94 phát vút phát đầu cái là mình đã có được cái mạng ngủ đầu tiên rồi. Ghê thế. Rồi, bây giờ chúng ta đang chạy ra cái khu khác để kiểm tra xem có người hay không các bạn ạ. Đúng rồi, có tiếng súng kìa. Đúng rồi, có tiếng súng kìa là có người đúng không? Ok, thế chúng ta tiến thẳng ra vị trí có tiếng súng thôi. Có là lăn tăn đo làm cái gì đúng không? Bên phải, bên phải. À, tao thấy bây giờ ai thì ra phải chọn chết. Cắn trộm. Cắn trộm này, con chó này. Vỡ đầu luôn rồi nhá. Nhũ nhà nhăng. Tưởng tôi hiền dễ bắt nạt ra. Ok nhá, vậy là mình đã có được cái mạng thứ hai rồi, rất là easy luôn. Nhưng rồi bây giờ để có thể là kiếm được cái mạng thứ ba, chúng ta phải gọi là quay trở về với cái khu vực vừa nãy ấy. Vừa nãy có thằng nó nổ súng ở đây thì tôi nghĩ là chắc chắn là quanh chỗ này là khả năng cao là có người rồi. Chẳng qua là chưa biết rõ là nó quanh cái khu nào thôi anh em ạ. À đây. À thì ra lại chơi cái trò gọi là núp sau gốc cây à. À đâu. Bắn từ hướng à. Để từ hướng một mình ta chấp hết. Đã ngu còn hay sủa. Chấp hết cái trò này. Ok, 200 máu phát vỡ đầu luôn. Ok, quần máu cho đầy đã nhá. Vậy là chỉ còn thằng điên ở phía sau gốc cây ở ngay trước mặt mình thôi mọi người ạ. Từ bây giờ mình quần máu cho đầy đã. Ok nhá. Ok, được rồi. Giờ ông thích, ông bắn đi, bắn thoải mái luôn. Cho ông để bắn đến sáng mai, bắn đến gọi là đến tận sáng mai cũng không thể làm nổ cây của tôi được, đúng không? Nào, từ đây. Giờ ông thích chơi, thích thì phải nhích nhá bạn ơi. Phá nát cái quả ông kêu thằng này luôn này. Không để cho đẻ trứng được. Mày ra đây, mày chạy đây, ló đầu ra. Tao thách mày dám ló đầu ra. Ló đầu ra, đúng rồi, mày ló đầu ra. Mày ló tao cái, bông keo à, bông keo à. Lại thì bông keo này, phá nát tao ba quả bông keo bẩn đấy luôn. Để dăm ba quả bông keo vào. Úi dồi ôi, cầm cho cái này bắn xa. Tôi cũng lại ông luôn rồi đấy, còn lại bố. Vai cái trứng luôn, thằng này não rồi, não cá bò à. À là lão cá vàng hay sao anh em ạ? Tự nhiên đi cầm súng gan đi bắn xa, tôi chịu thằng này luôn. Trong cái lịch sử loài người không có thằng nào nó cầm khẩu súng súng gan đi bắn xa như thế cả. Đúng là kiểu giở người anh em ạ. Não cá vàng có khác. Ok thì bây giờ là chúng ta đang tiến ra những cái khu vực có thính rồi. Thì với cái hy vọng là những cái khu vực này thì nó sẽ đông người hơn với những cái khu vực lấy. Nói chung đấy là các bạn phải nhớ một điều đấy là khi mà các bạn lên danh càng cao ấy thì nó sẽ có một cái kiểu chơi, một cái lối chơi nó rất là khắm anh em ạ. Biết là nó nói như nào. Có nghĩa là anh em mà càng lên danh cao thì bắt đầu là bọn nó càng chơi cái kiểu đấy là thủ tròi xong núp nhà đủ kiểu luôn em ạ. Chứ không bao giờ là có cái kiểu như những cái danh thấp như kiểu là danh vàng, danh bạc các thứ ấy. Thì mấy danh đấy là chúng nó cứ lao gọi là bổ nhào ra, xong anh em bắn thoải mái thế là thắng. Ở đây mình danh cao thứ là thả nào anh em sẽ gặp là những cái thằng ấy mà nó chuyên đi núp ở nhà, chuyên đi núp tròi. Mặc dù ấy là anh em sử dụng cả cái thiết bị video thứ rồi, em biết là cái vị trí đó rồi nhưng em không phải dám đây luôn đấy. Biết sao mẹ nó thủ ở nhà nó giải phun mình cái thứ, anh lên cái mẹ nó cầm súng gắn nó bắn nó vỡ đầu luôn. À, tôi bị dính cái trường hợp này bao nhiêu lần rồi, cày lắm rồi em ạ. Nhưng mà thôi là này không sao, mình vẫn theo cái lối chơi cũ của mình em ạ. Đấy là chơi cứ chơi hổ báo đi, chơi một mình theo chấp hết, lo gì bố các thằng nào đúng không? Ok, là thua trận thua kèo này ta bày kèo khác, hay là thua trận này ta lại chơi trận mới có gì đâu, chả vấn đề gì cả. Em đừng mà chơi theo cái kiểu đấy núp tròi nhá. Chơi đi cái kiểu núp tròi với cái núp nhà ấy, toàn là kiểu là mấy con gà mờ ở đây. Anh em phải ra ngoài bắn nhau nó mới nâng cao cái trình độ, cái tay nghề của anh em lên. Cứ gọi là chui rúc ở trong một cái góc xó thì làm sao có thể khá được hơn, đúng không? Đấy, thôi tôi nói vậy thôi, ông nào dính phải ông nào thì ông cứ trộm giật đi nhá. Còn bây giờ thì tôi cứ chạy ra tôi đi kiếm người này. Và cái sở thích của mình ấy, đấy là mình hay tiến ra những cái khu vực mà có thính mà đang sáng ấy. Đấy, những cái khu vực như vậy thì nó sẽ thu hút khá là đông kẻ địch bằng một cái cách nào đấy em ạ. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến ra cái ống thính ở phía bên cạnh này luôn nhá mọi người nhá. Ngay phía bên trái này có ống thính rất là sáng luôn, rất là gần luôn. Thì chả có lý do gì mà chúng ta không tiến ra cả. Bây giờ là tiến ra cái lại bây giờ lại thêm bắt thêm mấy con quả lạc nữa thì sao. Tôi linh cảm lắm em ạ. Ờ dưới vừa loạt cái là chưa đến không tính là đã thấy người rồi. Ôi thằng này đang xoay những cái trong... Mày ở bữa anh ra đây, mày ra đây, né đi ấy da. Cái quả xoay người hiệu quả lắm anh em nhá. Anh em lên gọi là học hỏi kiểu đấy nhá. Còn nhưng mà không thể nào thoát khỏi cái số phận thằng này được. Số phận thằng này là dính lên chữ tử ở trên mặt rồi. Mày chạy em sao được. Mày ra đây. Nào. Ồ, không có liệu à, không có liệu, thừa thắng xong đây thôi. Sao phải xoắn nhỉ. Sao phải xoắn à. Vãi trưởng luôn, mẹ thằng này nó cần
cân quả đạn kinh vãi trường luôn anh ạ. Nó biết là ban đầu mình bắn một ca gái nó bắn quả AKM cái nó bắn một phát người mình luôn. May mà quả không trúng đầu, quả trúng đầu cái là không phải là end game luôn rồi đấy. Phải cả nhà ấy luôn, mẹ bọn này lắm trò thế nhỉ. Nó hết thủ nhà, thủ tròi, xong rồi thủ sọc bom kèo nữa. Mẹ tự đến lại bọn này gọi là những cái trò biêu hèn cái bản được đó. Nó chỉ nâng cấp theo từng thời gian thôi anh em ạ. Nghĩa là thời gian này là chúng nó là núp tròi, núp nhà. Xong rồi bây giờ nó tiến triển đến núp bom kèo. Chắc về sau nó hack, nó núp ở dưới đất nữa thì bố ai mà bắn được anh em ạ. Ok, nói vui vậy thôi chứ nếu mà hack cái thì bị gà nà bàn lâu rồi. Tiếp gì có chuyện là có cửa quanh khu này được. Ui, vừa loạn cái là cái ui vì quét một phát là một thiên nhiên ở trên tròi luôn này. Thôi xong, lại núp tròi, răm ba con nhận nhái này. Cái thằng tiểu nhân bỉ ổi này nữa. Cứ núp ở trên tròi đi, mà núp trên tròi tao cái. Núp ở trên tròi này. Ê, mọi người biết tại sao mình phải dựng keo đâu? Ép cái khe không cho nó vào anh em ạ. Đấy, đây mới là cái góc chết này. Bây giờ chúng ta câu lựu đi cái là nó toang luôn đây bạn. Em nhìn này, nhìn này. Hai like này, úi giời, đẹp không? À, vãi trưởng, cái quả lựu choáng kìa. Nó vẫn lọt qua cái khe đấy, khắm vãi trưởng luôn đây em ạ. Không sao, mình có lựu đạn. Nhưng quả này chắc chắn mình sẽ câu chuẩn nhá. Có tạch đâu? À, thế biết rồi. Mình nhảy lên mới chọn cái chết à? Chọn cái chết em ơi, úi giời ơi. Bây giờ mới bật cái màn của vẽ đây là sai lầm của ông đời. Sai lầm của đời ông rồi, ông hiểu không? Bật từ sớm không bật, tự nhiên bây giờ mới bật thì làm sao nó né được quả lựu đạn tôi được. Ôi, còn non và xanh lắm bạn ạ. Đấy, anh em thấy gì chưa? Anh em mà thấy kiểu lựu đạn thứ đến cái anh em phải bật lên ngay. Chứ thằng này chậm tay chậm chân như thằng này thì chỉ có chết thôi. Sống làm sao được. Ok nhá, bỏ tay súng ta luôn này. Thì được rồi, có vẻ như quanh cái khu này nó khá là vắng người ấy nhỉ. Mà thế quái nào, trên bản đồ của chúng ta chỉ còn hai thanh niên cuối này. Nhanh vãi chuyện luôn. Vừa mới quanh đi quẩn lại vài phút cái là chưa gì, chỉ còn hai thằng thôi. Mình nghĩ là tí nữa mà cái phòng bom chúng ta nó bé hơn đấy thì mình sẽ sử dụng cái trang bị mini drone, bởi vì cái trang bị đấy thì nó sẽ gọi là nó khá là bé đấy anh em. Thế nên là khi mà cái phòng bom bé thì bắt đầu nó mới bao quát được cái toàn bộ map đó, chứ bây giờ mình sử dụng thì nó khá là phí. Bởi vì sao? Bởi vì mình chỉ có một cái thôi. Huy hiệu thì nhiều nhưng mà chúng nó cũng chơi kiểu lối chơi giống mình ấy. Chắc là mấy ông này cũng xem clip của tôi ấy, thế là cũng chơi kiểu giống tôi là ủ sẵn cái mini drone, bảo sao tôi tìm mãi mà không thấy một cái nào luôn. Ơ, người này, người này, ôi rồi ôi, sao một con bò nó chạy lông lông ở ngoài cỏ thế này, không có thằng nào gọi là nó chăn trâu dắt trâu à? Để thề luôn, mấy con bò trên thành phố cũng vậy, ỉa đầy phân ở ngoài đường thứ, xong rồi không thằng nào nó chạy ra nó dắt, thế là nó ỉa đầy phân ngoài đường, không may là còn bị xe nó cán ra mấy phát nữa. Thì đây là đúng kiểu thực tế ngoài đời thật luôn em ạ, chả hiểu kiểu gì. Ok nhá, bây giờ nói chung là mình cũng đút đồ sơ sơ rồi. Bây giờ chỉ có một thiên nhiên cuối mà sao xoắn này, mình cũng đã sử dụng luôn cái trang bị bia đôi rồi. Vậy là chúng ta đã biết được vị trí thiên nhiên cuối cùng rồi. Thì vị trí thiên nhiên cuối cùng là ngay trước mặt mình luôn anh bạn, không chạy đi đâu xa, hóa ra là đúng biết ngay là quanh khu tăng hồi mà chạy làm sao được. Thế bây giờ tiến nó lên bảng cho nó trầu trời lên bảng điểm số thôi, gì nữa là ngày dỗ thằng này nó đến rồi. Úi rồi, chạy đâu rồi. Ê, anh ơi, bình tĩnh nào, mẹ con chó này, cắn trộm à, cắn trộm bố mẹ à, con chó này thì mày chó chết. Úi giời, về vào đầu rồi nhá, mày chưa chết à, sức sống mãnh liệt ghê bạn ơi. À, nó câu liệu gà các mày. Trời ơi, bình tĩnh nhá, tôi còn máu chỗ này đã, đừng có bắt cắn trộm như người ta như vậy. Chơi như vậy người ta gọi đấy là mưu hèn cái bẩn đấy ông ạ. Sau này đẻ con cháu ra không có lỗ đít đâu. Nào, ra đây, ra đây nha bạn ơi, ra đây, nào. Ăn con lựu đạn đi. Mày tưởng mày ngon à? Mày tưởng mày ngon con chó này. Mày chơi đấy. Mày chơi đấy. Úi giời, câu lựu đạn từ hướng cái này không dính mà là lạ. Lạ lờ nhỉ. Thế mày béo dính tật kìa. Mày trưởng luôn. Nhưng mà vừa nãy mình thấy là thi để vị trí chỗ này này. À, bắn lại. Mày đâu rồi? À, tao thấy mày rồi. Mày nhảy bên ngoài đúng không? Mày nhảy bên ngoài, tao cũng nhảy ra bên phía ngoài tao chơi mày luôn. Đâu rồi? Lộ mặt mày ra. Và cái thằng gọi là tiểu nhân bị giỏi nữa. Ra đây solo như hai thằng đàn ông bên mao. Nó cứ phải núp sau với mẹ làm cái gì nhỉ? Mày thanh niên nó chả trưởng thành tí gì cả. Rồi, người đâu rồi, ra mau mau đi, nhanh nào, trận này tôi win đến nơi rồi. Không win nữa, bây giờ lại. Quả này mà không win được tôi tục quần, tôi chạy quanh phòng cho mày không coi nha. Đâu rồi, đây em bóng kẹo, đây rồi, vô phải đâu ấy. À thôi, không ngừng bắn anh em ạ. Quả này tôi phải béo ra được, ăn mừng trước này, ăn mừng sớm ấy. Quay à, vừa ấy, rồi ôi. Người ta còn thấy nó thả cho nó khoảng nghỉ, cho nó đẳng cấp anh em ạ, anh em hiểu không? Ok, và nếu như mà anh em thấy video mình hay ấy, thì anh em đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau anh em nhá.